Quay Thuận Phát giới thiệu các bạn cách sử dụng máy may gia đình đa năng Jaguar model 397. Giờ đánh thú chỉ ha. Mà cầm dao chặn lại ha, đừng cho ông chỉ nó văng ra. Rồi mình đưa chỉ vào đây, quấn vào vòng. À, mình đang hướng là cách đánh suốt á ha, chồng nó chỉ vào đây, quấn nó vô là chịu thuận kim đồng hồ. Bước ngắn gọn lại ha, đẩy qua phải, bấm cái nút màu hồng nè, đè vô lại cái cuốn chỉ cho mình. Đó là cách đánh suốt á. Ví dụ là cho nó đầy đi ha, mình tắt, không là nút màu hồng luôn ha. Rồi đẩy ngược trở lại, nút nó ra. Rồi cách so chỉ vào kim á, thì lấy khỏi cái đồng tiền này. Rồi đi vô đây. Rồi trước khi sở kim á, thì mình dở chân dịch lên nè. Dở dịch lên ha, tay năng dịch nè, dở lên để cho chân dịch nó cao lên nha. Rồi mình đưa chỉ vào đây, ở trên nè, mình đưa vào rãnh nè. Đi thẳng xuống tới đây nè, số 3 là thấy không, chỉ quẹo lên, quẹo lên. Ví dụ cái cò nó không thấy đi, thì cái tay mình nè cầm đầu cái lăng quay vô cò trong khe này nè. Nó trong cây thứ hai là ngóc của cò lên là trắng trắng nè. Đó thì bắt từ vị trí là bên phải nè, đưa qua trái kéo xuống, nhìn thấy không chỉ lọt vào cò ha. Đi thẳng xuống luôn, đưa vào gâu đây. Đó, lặn vô. Thì trước khi chỗ kim tự động á thì quay kim cao lên hết ha, cầm đầu lăng nè, quay kim cao lên hết. Tay trái nè, bóp cái cần này kéo xuống. Tay mặt mình đưa chỉ vô. Chỉ nó nằm nè ha. Và tay trái mình cứ bẻ cái cần này vô, bẻ ngược ra sau thì cái cần này nó quấu vô kim nè. Cái này đưa vào kim nè, thì mình đưa vô. Giờ chỉ kéo ngược cái ga nó dướng lại nè. Nè đó, nó dướng chỉ lại là đúng á. Giờ tay trái mình khều ngược về, tay mặt buông chỉ ra, buông ra hết. Mình rút đồ chỉ trong ha. Rồi dưới này á, thì ví dụ như mình may nó hết chỉ đi, thì mình kéo nút màu đen rồi nè, kéo ra lấy ra ha. Rồi cái đầu ngón tay mình nè móc lên, thì mình lắp vào á, là chiều ngược kim đồng hồ nè. Chiều ngược kim đồng hồ là đúng ha, lặp lại là thuận là sai, và để là chiều ngược ha. Thả vô thì cầm con chỉ tay trái nè, cầm con chỉ cho nó hơi căng căng ra, thì kéo vô từ từ vô rãnh đứt ngang nè. Ngay chỗ này có rãnh đứt ngang nè ha, kéo vô này, chỉ lọt vào nè, đè suốt chỉ lại, kéo nó vòng qua tay trái là vô rãnh nó. Giờ để nó bình thường vậy đi ha. Giờ cầm chỉ trên tay mặt nè, cầm đầu qua lăng quay vô người mình vòng, rồi nó sẽ móc chỉ dưới lên cho mình. Thì trước khi móc chỉ dưới lên xong á, thì cái cọng chỉ dưới nè nó nằm xuyên qua suốt nè, nằm trên suốt á và xong qua suốt nè là đúng ha. Nè cọng chỉ nằm trên suốt vậy là đúng ha. Rồi để nắp lại. À, đường may thẳng nè, nó hiện ra cho mình. Đó, đường may thẳng nè. Thì dặn nút màu đỏ nè, nút bự bên hông nè, dặn cái gì. Nè, đó, nó hiện đèn đỏ nè, thấy không, là nó may đường thẳng ra cho mình.
Vậy nút màu hồng này nè, bấm vô là sẽ chạy. Thì tốc độ nhanh chậm á là nhanh á thì kéo này qua bên phải là tốc độ nó nhanh. Còn kéo qua bên trái là tốc độ nhanh. Kéo qua phải tốc độ chậm nha. À, mình may mà thấy mũi chỉ này nó hơi khít không? Nè. Mũi chỉ này rất là khít. Mình muốn bung cho nó dài ra, mũi chỉ nó dài ra ha. Thì nó từ 0 nè. Nó từ 0 đến 4 nè. Là hết rồi, là mũi chỉ thưa dài đó ha. Rồi mình nhận về số lớn nè, mũi chỉ khoảng cách đường chỉ nó dài ra cho mình. Đó là đường chỉ nó dài ra ha. Thì mình nhận những cái mẫu mai á thì mình cứ dặn theo những cái đường hình như nút màu đỏ nè, là xoay thế này. Đó, là mai những cái mẫu đó cho mình. Đó, giờ mình chạy cái biên độ cho nhỏ lại cho hình dung được ha. Đó, bây giờ mình đang đài chạy là cái biên độ với dắt nè, lớn nhỏ nè, nó nhỏ nè, mình muốn bự ra thì kéo này về vị trí tay mặt hết. Nè, kéo nút này nè, về vị trí tay mặt hết nè, thấy không? Nè, nó để biên độ từ nhỏ đến lớn nè, kéo mặt. Rồi, mình bấm cho nó chạy cái coi, để cho hình dung được cái biên độ lớn và nhỏ của chiếc dắt. Cái độ hẹp á, lớn và bự và hẹp á. Cái biên độ này nữa là nhỏ, cái này lớn là do nút này ha, nên nhớ ha. Còn kiểu mai á thì mình cứ dặn cái nút bự nè, đây nút bự nè, đó mình dặn những cái mẫu nào đó thì mình cứ di chuyển vặn nó theo màu đỏ nè, nó sẽ hiện thiện nè. Đó, giờ mẫu Gode này đi ha, giờ mình bấm cho nó chạy. Đó, bây giờ thì mình chạy mẫu OD mà nó ra thưa quá nè, không? Tại vì thưa quá là cái nút nhỏ nè. Nè, cái nút nhỏ này nè, nên nó về vị trí số lớn quá nè, nên mình dặn về số nhỏ lại ha. Nếu mà đi các loại mẫu dích dắt GoD rồi nè, đường trang trí thì dặn về số nhỏ lại. Thì cái mũi chỉ nó khích lại cho mình, thì cái mẫu nó đẹp hơn. Thưa và cái dày cho xem ha, dày thì nó tạo ra mẫu đẹp, thưa này thì ra mẫu không có đẹp được ha, nên nhớ ha. Bây giờ những cái mẫu ở trên đây, những đường chỉ dắt màu đen ở trên đây nè, là ví dụ là biết hết đi ha. Rồi ở dưới này là màu đỏ nè, nếu màu đỏ thì mình dặn nút màu đen, nút nhỏ này nè, đó nút nhỏ nè, dặn về vị trí là xuống luôn, xuống luôn. Đó, và SL này là khích, hình tam giác này là trung bình, còn S là thưa nha, là chạy trung bình cho xem nha. Nếu mà chạy mẫu GoD này là mai mẫu ở dưới này cho mình nè. Nếu chạy mẫu GoD hồi nãy trên đây là đi qua S đó, là cái mẫu màu đỏ này là chạy ở dưới này nè ha. Mình cứ canh giải cho nó ngay hàng thẳng lối thôi nha, mà tự động nó sẽ làm việc hơn đó ha. Đó, là hình thức đó, là cái mẫu màu là bên mẫu màu đỏ đó. Đó, nhớ ha. Thì mình muốn thích cái mẫu nào màu đỏ như nào đó thì mình cứ dặn nè, cứ lựa chọn thôi, lại mang mẫu đó cho mình. Thấy không?
bây giờ nói hình thức lại ha. Bây giờ thì mình trở về đường Mai Thẳng lại đi ha. Đó, đường Mai Thẳng trở lại đi ha. Rồi mình sẽ dặn này về vị trí là cái có số. Đó, dặn lúc nhỏ là về vị trí có số. Đó, giờ mình chạy một cái đường mũi chỉ khích và mũi chỉ thưa cho xem ha. Rồi, giờ bấm nút này. Có thấy cái đường mũi chỉ nó sẽ khích không? Đó, thì mình muốn thưa ra thì mình dặn này về số lớn là số 4. Là nó mở ra 4 ly cho mình là cái khoảng cách đường chỉ nó dài kìa. Còn phần lại mối thì đè này xuống là nó lùi về. Nhớ ha. Đây, là mũi chỉ nó sẽ dài ra cho mình. Đó, đây là khích nè, bên đây là thưa. Là cái nút bên đây là từ 0 nè cho đến 4 là thưa dày con khoảng cách đường chỉ mai ha, nên nhớ ha. Thì mình giờ mình mai một cái đường cái đường xấu và đường đẹp cho xem đi ha, mũi mặt giải dưới mặt giải trên đó. Đó, bây giờ mặt giải dưới nó bị tình trạng bị gối chỉ nè, hoặc là nó bị trùng chỉ nè, đó, nó bị lỏng nè, thấy không? Đó, thấy ghê không? Nếu như vậy thì mình siết cái số vị trí ngay chỗ đường sổ chỉ nè, đó, ngay chỗ đường sổ chỉ nè, cái khe thứ hai nè, thì siết vào vị trí là số lớn lên. Nó từ 0 đến 9 là để chỉnh chỉ cái mặt giải dưới, mặt giải trên đó ha, cái độ căng và độ lỏng của chỉ đó. Giờ lặn dưới lên coi đẹp chưa? Đó, nó rất là đẹp. Nên nhớ ha, một đường xấu và đường đẹp cho xem là cái nút này. Nút này là để chỉnh chỉ cái độ căng và độ lỏng của chỉ nữa ha. Nên nhớ ha. Rồi phần lại mối về thì đè này xuống là nó lùi về. Khi kết thúc đầu giải mình nó chắc, nó không có bung ha. Nó đè xuống luôn rồi giữ luôn ha. Thì bấm tiếp tục nữa thì chạy tới nữa cho mình. Đó là khi mình dằn cái đường chỉ đó cho nó chắc.